Này á, sẽ giảng phần thứ hai của bài kinh niệm xứ. Bài kinh niệm xứ là Đức Phật dạy về bốn cái pháp để quán niệm, bốn cái pháp mà mình cần phải tỉnh giác, chánh niệm để suy xét, để mình giác ngộ ra các cái sự thật, để diệt trừ các phiền não, để chứng ngộ niết bàn. Thì đó là về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì bốn cái bài này thì Đức Phật dạy từng cái một rõ ràng, tức là những cái pháp gì liên quan đến niệm thân thì Đức Phật dạy về những pháp niệm thân, những cái gì liên quan đến niệm thọ thì Đức Phật dạy niệm thọ, liên quan đến niệm tâm, liên quan đến niệm pháp. Thì cái người mới bắt đầu thực hành thiền sẽ chọn một trong bốn cái cách này để mình thực hành ở cái bước khởi đầu. Nhưng mà cái người khởi đầu bắt đầu từ niệm thân thì cái vị đó sẽ thực hành chọn một cái pháp thiền quán về niệm thân. Khi đó, thì khi nào mà thực hành nó thành tựu viên mãn rồi thì vị đó sẽ thành tựu hết các cái pháp niệm thân rồi, thì vị đó cũng sẽ chuyển sang niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, và không có bỏ qua cách nào hết. Hay là cũng có khi bắt đầu từ niệm thọ, mà khi niệm thọ đã thành tựu rồi thì cũng sẽ chuyển sang niệm thân, niệm tâm, niệm pháp, niệm thọ, thì cũng đều niệm hết. Hay là bắt đầu từ niệm tâm, khi mà thành tựu niệm tâm rồi thì cũng chuyển sang niệm thân, thọ, tâm, pháp. Bắt đầu từ niệm pháp thì cũng dần dần sau đó cũng sẽ quán đến cả niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì đấy là những cái pháp, cả bốn cái này đều cần phải thực hành. Chứ không phải là mình chỉ thực hành một cái nào cả. Nhưng mà mình có thể bắt đầu từ cái niệm thân trước, hay niệm thọ, niệm tâm, hay niệm pháp trước. Thì ở cái bài này Đức Phật sẽ dạy một cách tuần tự, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì đầu tiên, cái pháp đầu tiên, cái pháp môn đầu tiên mà Đức Phật dạy về niệm thân này, đó là Đức Phật dạy về niệm hơi thở. Để thực hành cho đến khi nào viên mãn thiện niệm hơi thở rồi, vì đấy sẽ niệm quán thân ở trên nội thân, ngoại thân, để quán tính sinh khởi, quán tính đoạn diệt, quán tánh sinh diệt trên thân. Rồi vị ấy an trú chánh niệm như vậy cho đến khi mà đoạn được tất cả những cái phiền não và chứng ngộ niết bàn. Thì sau đó có thể là vị đó sẽ tập các cái pháp về quán về oai nghi, đi đứng nằm ngồi, rồi đến cái pháp môn chánh niệm tỉnh giác trên các cả những cái hành động hàng ngày của mình, đi đứng nằm ngồi, duỗi co cúi ngước, ăn ngủ, để lúc nào mình cũng có cái sự chánh niệm tỉnh giác. Đấy cũng là một cái pháp thiền quán nữa. Và cái pháp môn nữa là quán về 32 thể trược, quán về 32 thần phần, hay là cái pháp thân hành niệm. Thì những cái pháp này, bốn cái pháp này thì buổi hôm trước Dư đã giảng xong. Đến hôm nay thì sẽ giảng phần tiếp theo của, cũng còn ở trong cái phần thân hành niệm. Thì đến cái phần tiếp theo thì sẽ là cái phần về niệm về tứ đại. Ở cái phần niệm thân này thì sẽ còn có cái phần niệm về thân tứ đại, và niệm về quán về tử thi, chín cái pháp quán về tử thi. Thì đấy là xong nữa thì mới hết cái phần về niệm thân. Thì đây là trong cái phần niệm về tứ đại. Thì ở cái bài kinh này Đức Phật dạy rất là vắn tắc của cái pháp niệm tứ đại. Và Đức Phật dạy là: lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo quán sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Này các tỳ kheo, như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử một người đồ tể thiện xảo giết một con bò, ngồi chia cắt từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các tỳ kheo quán sát thân này về vị trí các giới, về sự sắp đặt các giới, trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời.
Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán sân trên thân. Thì đấy là một cái pháp về quán thân, về niệm, về tứ đại, về bốn đại chủng. Thì Đức Phật dạy rất là vắn tắt. Tỳ kheo quán sát thân này, vị trí các giới được sắp đặt. Các giới trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Thì đơn giản như thế thôi. Nhưng mà bây giờ nếu như một ai đó thực hành cái pháp thiền niệm thân này, thì sẽ phải làm thế nào đó để thấy ra được địa đại, làm thế nào để thấy ra được thủy đại, thấy ra được hỏa đại, thấy ra được phong đại. Cái này nếu như là một cái người đã từng thực hành chứng đắc thiền hơi thở rồi thì rất là dễ, không khó nữa để phân tích, để phân chia ra bốn đại. Nhưng nếu mà là một cái người mà chưa chứng một cái tầng thiền nào, mới bắt đầu hành thiền ấy, mà bắt đầu vào thiền niệm tứ đại này thì sẽ rất là khó, không phải dễ. Pháp thiền tứ đại có lẽ là một cái pháp thiền thâm sâu nhất trong 40 cái pháp thiền định. Và cái pháp thiền tứ đại này cũng là cái pháp khởi đầu cho thiền quán. Bởi vì khi một người chứng đắc được cận hành định của thiền tứ đại, thì vị đấy cũng sẽ phân biệt được ra các cái sắc uẩn, các cái sắc chân đế ở trên sáu căn. Và khi mà phân tích ra sắc uẩn thì lúc đó là thiền tuệ. Thì cái pháp thiền tứ đại này là một cái pháp thiền không thể bỏ qua được. Với bất cứ một hành giả khi tu tập một cái pháp thiền nào đó xong cũng phải quay ra hành thiền tứ đại. Vì có hành thiền tứ đại mới phân tích ra được sắc, có phân tích được sắc thì mới phân tích ra được danh, rồi mới quán được tính sanh khởi, tính diệt tận và tính sanh diệt ở trên các cái thân năm uẩn này. Thì nếu mà quán về bốn đại thì cái vị đó sẽ thấy được, không phải mình thấy ở trong cái thân này có địa đại là đất, thì vị đó cần phải hiểu về những cái đặc tính của đất. Ví dụ như địa đại, thế thì nó có cái đặc tính là cứng, cái tính đất nó có tính cứng, tính thô, tính nặng, tính mềm, tính mịn, tính nhẹ. Đất nó có sáu cái tính đấy. Cái gì mà cứng là đất, răng nó cứng, xương nó cứng, thì đấy nó là thuộc về tính đất. Mình muốn thấy tính đất thì mình cắn hai hàm răng lại, mình cảm nhận tính cứng, mình niệm cứng. Khi nào mà cái tâm mình nó cảm nhận được cái đặc tính cứng đấy thì mình sẽ lan nó ra khắp toàn thân để mình thấy được cái tính cứng. Tính thô ấy, mình muốn thấy được tính thô ấy, thì mình có thể sờ lên trên tóc của mình sẽ thấy được cái thô. Hoặc là mình lấy lưỡi mình nhiếm lên trên cái mặt trên của răng ấy, mình sẽ thấy được cái sự thô ráp của nó. Đấy là cái tính thô, nó cũng là tính của đất. Tính nặng thì để hai bàn tay lên nhau mình sẽ thấy được tính nặng. Mình cúi đầu về đằng trước mình thấy được tính nặng. Đấy là mình niệm những cái tính thô đấy và tính nặng đã, mềm. Đó. Mình thấy là cái da thịt mình nó rất là mềm, mịn. Mình sẽ thấy cái chỗ nào nó mịn, ví dụ như trong môi của mình mà nó có cái nước miếng mình chà chà vào đấy, mình sẽ thấy nó rất là trơn mịn. Còn cái tính nhẹ, trên người mình nó có những cái tính nhẹ, ví dụ như mình vẫy ngón tay, mình thấy nó là nhẹ. Thì đấy là mình phải thực hành như vậy để thấy ra được cái từng cái đặc tính của bốn đại này. Bốn đại đến là địa đại, thủy đại, thì mình phải thấy được cái tính chảy và tính dính của nó. Như trên mình nó có những cái giọt mồ hôi nó chảy, hay là trên mình có nước miếng nó chảy, nước mắt, nước mũi, thì đấy là những cái tính thủy đại, nó có cái tính tan chảy hay là có cái tính kết dính. Như là mình thấy là hai cái tờ giấy mà có keo dính mà dán vào nhau, nó sẽ có cái sự kết dính. Thì cái da của mình nó dính vào trong thịt, và nếu như ai làm cái việc lột da, mình sẽ thấy là nó có cái mỡ nó bao bọc ở đấy, và nó có cái tính kết dính, nó giống như keo, nó làm cho da dính vào thịt. Thì cái người mình hiểu được như vậy, mình sẽ phân tích được nó ra, cái tính chảy, tính dính, thì mình đấy là cái tính của nước. Tính của hỏa đại thì nó có hai. Hỏa đại có nghĩa là thời tiết, thì trên thân mình đôi khi nó có cái tính nóng, thì đấy là hỏa đại. Khi nó có tính lạnh thì đó cũng là hỏa đại. Thì nó gọi là thời tiết. Thì mình phải phân tích hai cái tính này trên thân. Tính đẩy với tính nâng là cái tính của gió. Đẩy thì sẽ thấy là cái hơi thở của mình vào ra, cái bụng của mình nó phồng lên xẹp xuống. Cho nên là có những cái người thực hành thiền sẽ hay được dạy cái pháp gọi là quán cái phồng xẹp ở dưới bụng. Mà quán phồng xẹp ở dưới bụng là quán cái gì? Đấy chính là người đó đang thực hành quán về phong đại. Thì khi mà giai đoạn một cái người mà mình muốn
phân tích tứ đại cũng sẽ trải qua cái giai đoạn đó, là mình thấy cái tính phồng xẹp dưới bụng này, cái hơi thở nó đi vào cái bụng mình nó phồng lên, hơi thở ra nó xẹp xuống, và mình phải niệm nó là phồng xẹp hoặc đầy 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 đầy, mình thấy được cái tính đầy đầy của nó đấy. Thì đấy gọi là cái tính đầy của gió, hoặc là cái tính nâng, nâng ví dụ như là mình có thể nâng được cái chân này lên, nâng được cái người lên, mà cái sự rõ ràng nhất là khi mình cúi nâng xuống, mình nâng lên, mình sẽ thấy nó có một cái lực nó nâng đỡ lên, giống như là cái máy bay nó bay lên trời, nó có cái phản lực nó nâng lên, hay là như là gió nó nâng con diều lên, hay là mình có một cái vật gì đó mình đưa ra, mình sẽ thấy gió nó nâng được nó lên. Thì trong người mình vậy, nó phải có cái tính gió. Ví dụ như là khi mình khom cái lưng xuống, hay là khi mình nằm xuống mà mình muốn đứng lên, thì cái tâm của mình nó phải khởi lên cái ý muốn khởi ý đứng lên, hay là muốn nâng người lên. Thì cái lúc đấy cái tâm mình nó tạo ra một cái sắc do tâm sinh. Cái sắc này thì nó có cái phong đại nó nổi trội, và cái phong đại này nó mới có cái lực nó nâng cái cơ thể mình lên. Thì mình hiểu ra là trong thân này nó có các cái đặc tính của bốn đại như vậy, các đặc tính, sáu đặc tính của đất, hai đặc tính của nước, hai đặc tính của lửa và hai đặc tính của gió. Người nào mà mà có cái sự chánh niệm, mình tỉnh giác, mình phân tích và mình quan sát ra được 12 cái đặc tính đấy, thì cái vị đó cứ phân tích đi phân tích lại như vậy, đất nước lửa gió, đất nước lửa gió, đất cứng thô nặng mềm mịn nhẹ, nước chảy dính, lửa nóng lạnh, gió đẩy nâng, cứ niệm đi niệm lại, niệm tái niệm hồi như thế là nó sẽ đắc định. Khi mà đắc định thì toàn thân của người đấy sẽ trở thành, tức là tự cái tâm của mình cảm nhận được cái thân này, nó trở thành một cái khối trong suốt. Và khi mà trong cái khối trong suốt đấy, mình sẽ đưa cái tâm vào trong cái thân này, mình sẽ thấy cái thân này nó vỡ dần đó. Và lúc đấy mình cứ nhìn sâu vào, mình phân tích tứ đại, mình sẽ thấy đến cái những cái vật chất tối hậu, tức là những cái vật chất nhỏ nhất mà mình có thể chia sẻ mổ xẻ phân tích ra được. Nó là những cái vật chất nhỏ nhất như là những cái hạt nguyên tử, và nó cứ sinh diệt liên tục ở trong đấy bằng cái ánh sáng của định. Mình sẽ thấy những cái hạt đấy, thì lúc đấy mình sẽ thấy ra được cái sắc pháp hay là sắc uẩn. Thì cái quá trình mà thấy ra được sắc uẩn này, nó vẫn là quá trình là thân quan niệm xứ. Mình sẽ phân tích ra được ở trên mắt mình nó có những cái sắc gì. Nó có những cái sắc như nhãn tịnh sắc, thân tịnh sắc, sắc giới tính, sắc mạng căn, sắc tâm sinh, sắc thời tiết, sắc vật thực. Thế là phân tích ra được những cái sắc chân đế tận cùng. Ở tai nó cũng vậy, ngoài cái nhĩ tịnh sắc là nó cũng có những cái thân tịnh sắc, sắc giới tính, sắc mạng căn, sắc tâm, sắc thời tiết, sắc vật thực như vậy. Mũi lưỡi thân trong cả sáu căn của mình sẽ phân tích ra được các cái sắc như thế. Thì lúc đấy mình mới là cái người có được cái chánh kiến, có được cái chánh kiến tuyệt đối. Đó là mình thấy được những cái vật chất tuyệt đối. Cũng như vậy thì thì cũng giống như là một cái người đồ tể giết một con bò, rồi ngồi chia cắt cái con bò đó ở ngã tư đường. Thì lúc đấy cái con bò, khi mà người ta dắt con bò đi vào nhà mổ, thì nó là con bò và ai cũng nghĩ rằng kia là con bò. Nhưng khi mà nó đã được mổ xẻ chia chẻ ra thành từng cái miếng thịt rồi, khi người ta mang những cái thịt của nó đi bán, thì cái tướng về con bò nó biến mất. Mà lúc đấy người ta nói là đây là thịt bò. Hay là khi mà người ta bày lên trên trên bàn rồi, thành những cái món ăn rồi, thì lúc đấy nó lại là thực phẩm. Và nó cứ biến hình biến tướng như thế. Khi mình đã ăn vào bao tử rồi, thì lúc đấy nó là sắc vật thực. Rồi mình bài tiết ra, lúc đấy nó là phần. Và đấy là nó cũng từ một cái hình tướng này, nó lại biến thành cái hình tướng khác. Nó tùy theo từng cái giai đoạn. Thế thì cái người mà có trí tuệ để mình đi thấy được cái sự thật tột cùng của cái thân này, nó là mình phải thấy được bằng cái sắc, cái sự phân tích bằng cái thân tứ đại này. Và mình thường thường mình sống bằng cái tưởng. Ở đây là cái thân của tôi, hay là cái thân nó đẹp, hay là nó xấu, hay là nó khỏe, hay là nó yếu, hay là nó già, hay nó trẻ, nam hay là nữ. Thì đấy là mình sống bằng cái tưởng chi. Còn những người nào mà phân biệt được nó, cái sự thật của nó, thì thấy nó là đất, nó là nước, nó là lửa, nó là gió. Thì nó với những cái đất, nước, lửa, gió bên ngoài giống nhau hay khác nhau? Đất bên trong thì cũng như đất bên ngoài. Cái thân này bây giờ mình
cắt một cái phần thân thể mình bỏ ra cái đất bên ngoài thì nó cũng trở thành đất như thế. Cái nước bên trong mình mà xả ra bên ngoài nó cũng như thế, nó cũng như nước vậy thôi. Nửa bên trong mình nó nóng thì bên ngoài nó cũng nóng. Gió bên trong mình, cái hơi thở mình thở ra ngoài nó giống như là cái không khí bên ngoài vậy. Vậy nó chẳng có gì khác nhau, nó chỉ có khác nhau đó mình chấp trước. Khi nó ở bên ngoài thì nó là tứ đại, tứ đại không có chấp thủ. Khi nó vào trong thân mình nó là cái tứ đại có chấp thủ. Tức là khi nó vào trong thân mình rồi thì mình đây là thân của tôi. Chứ mình không, khi phân tích ra được rồi thì mình sẽ thấy à nó là đất, là nước, là nửa, là gió. Thì mình sẽ thấy nó không còn cái tôi nữa, nó không còn cái thân này nữa. Là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi nữa. Đấy là cái pháp hành thiền tứ đại rất là thâm sâu và nó sẽ đưa đến cái sự giác ngộ rất là cao, đưa đến cái trí tuệ rất là sâu sắc. Và đấy là khởi đầu của cái quá trình thực hành thiền tuệ. Nên là cái pháp thiền tứ đại là một cái pháp thiền rất là quan trọng và ai cũng phải thực hành qua. Khi ấy vị ấy sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân, thì vị ấy cũng có thể phân tích được tứ đại ở trên bên ngoài, trên thân mình rồi. Vị ấy cũng có thể phân tích tứ đại ở bên ngoài. Ví dụ lúc đấy vị đó có thể phân tích cái quần áo của mình, nó sẽ tan ra và nó sẽ trở thành những cái sắc thời tiết. Mình sẽ thấy nó không còn là quần áo nữa. Mình nhìn bằng con mắt thường thì nó là y áo. Rồi bắt đầu mình phân tích đến những cái sàn nhà hay là những cái ngôi nhà này. Mình nhìn thì nó là ngôi nhà, nhưng mà khi phân tích ra nó là sắc. Tất cả nó đều là sắc thời tiết. Nó chỉ là một cái loại sắc, tất cả những cái này nó đều là sắc thời tiết. Nó không có nghiệp, nó không có tâm, nó không có vật thực ở trong đấy. Những cái bên ngoài, những cái vật chất bên ngoài. Rồi mình phân biệt đến tất cả những cái đồ đạc, dụng cụ, núi sông, đất trời, những cái vật vô tri thì nó đều là sắc thời tiết. Và nó không có tâm linh gì ở trong đó hết, cái cối, nhà cửa đều thế. Nhưng mà mình cũng có thể phân tích trên người khác. Trên người khác thì cũng giống như ở trong cơ thể mình. Cũng có sắc nghiệp sinh, sắc tâm sinh, sắc thời tiết, sắc vật thực sinh. Rồi vì đấy mình có thể quán về năm uẩn ở bên trong, năm uẩn ở bên ngoài. Đấy gọi là quán thân trên nội thân. Là quán năm uẩn ở bên trong mình, quán thân trên ngoại thân, năm uẩn ở bên ngoài, quán thân trên nội và ngoại thân. Tức là danh sắc ở bên trong và bên ngoài xen kẽ nhau. Rồi quán tánh sanh khởi trên thân. Đấy là quán về cái pháp duyên khởi. Vô minh sinh nên hành sinh, hành sinh nên thức sinh, cho đến sinh già bệnh chết, sầu vi khổ yêu não. Rồi quán tánh diệt tận trên thân, vô minh diệt, hành diệt, thức danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sinh não tử, già chết sầu bi khổ yêu não diệt. Rồi quán tánh sanh diệt trên thân, đó là vô minh sinh diệt, nên là vô thường khổ vô ngã, hành chi diệt vô thường khổ vô ngã. Lúc ấy quán cả năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, nó sinh diệt nên nó là vô thường khổ vô ngã, bên trong bên ngoài như vậy. Có thân đây vị ấy ăn chú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Thì cứ tiếp tục phân tích như thế cho đến khi nào giác ngộ chân lý, giác ngộ các sự thật thì thôi. Cứ quán tam tướng vô thường khổ vô ngã như vậy thì khiến cho mình nhàm chán đối với này, cái thân năm uẩn này, ni tham, đoạn diệt từ bỏ, đạt đến chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Và các cái cho đến khi nào thành tựu được chánh trí thì lúc đấy là mình thấy được tuệ đạo tuệ quả thì xong là hoàn tất cái việc tu tập. Còn cũng có khi mình tu tập cái pháp môn đó mà cũng có khi mình có thể lựa chọn pháp môn khác nữa, thì vẫn còn một cái pháp môn về niệm thân, đó là cái pháp quán về tử thi. Thì trong đây Đức Phật cũng dạy cái quán tử thi cũng là thân hành niệm, nó cũng liên quan đến thân, và đây là liên quan về mình niệm về xác chết. Đây là một cái pháp niệm mà nó đạt đến cái sự ni dục ni tham, nó đạt đến cái sự kinh cảm rất là cao độ. Đức Phật dạy là: lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, thối nát ra, tỳ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh này như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, sống quán thân trên nội ngoại thân, sống quán tánh khởi trên thân, quán diệt tận trên thân. Có thân đây vị ấy ăn chú chánh trí chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vậy không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Thì đấy là cái pháp quán về tử thi. Và tử thi thì thứ nhất là vị ấy quán cái vị đấy muốn quán cái này thì thường thường ấy, ngày trước thì người ta hay ra ngoài nghĩa trang và
như cái văn hóa ở bên Ấn Độ thì người ta không có chôn xác chết, người ta thường hay bỏ xác chết vào trong một cái thung lũng hay cánh đồng hay là quảng sông. Thì cái thời Đức Phật thì cái việc quán về tử thi nó rất là dễ, nhưng mà thời bây giờ như văn hóa ở Việt Nam thì không có dễ để mình thấy được tử thi. Mình có thể thấy cái người mới chết cũng được, có thể nhìn trên cái xác người mới chết hoặc những người đã chết lâu rồi mà còn lại bộ xương. Ví dụ như là văn hóa Việt Nam mình hay có những cái ngày đi cải táng bốc mộ, cái người nào mà mình đã từng đi xem nhìn thấy những cái bộ xương thì cũng có thể lấy đó làm cái đối tượng, làm đề mục để tu tập cái pháp thiền quán tử thi này cũng được. Hoặc là thấy một người mới chết mà chưa có trương phồng, chưa có xanh đen thối nát thì cũng vẫn được, mặc dù là cái đối tượng đấy mình phải dùng cái trí mình tưởng thêm ra nữa thì nó mới có được cái sự kinh cảm. Thì đây là Đức Phật dạy là nếu mà thấy được một cái tử thi mà đã chết khoảng 2-3 ngày, chết từ 3 ngày trở lên ấy, 2-3 ngày hoặc là lâu hơn nữa cũng được, thì cái tử thi đấy nó sẽ trương phồng lên, hoặc là xanh đen, hoặc là thối rã ra. Thì nằm một cái tướng nào đấy, trong tướng đó, trương phồng, hoặc xanh đen, hoặc là thối nát. Thì mình cứ niệm là xác chết, xác chết, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Cứ niệm như thế, hoặc là bây giờ mình chỉ thấy cái người mới chết thôi. Mình cứ nhắm mắt lại, mình hình dung, mình tưởng tượng là mình cứ niệm xác chết, xác chết, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Rồi sau đó mình sẽ quán thêm, tưởng tượng thêm về cái sự trương phồng, xanh đen hoặc thối nát cũng được. Thì cứ niệm như thế, xác chết như thế cho đến khi cái xác chết nó hiện rõ ràng ra. Thì cái sự quán như vậy sẽ làm cho cái hình ảnh của cái tử thi đó càng lúc càng hiện ra rõ hơn. Và vì đấy có thể chứng được sơ thiền nếu như mà đắc định ở cái mức cao nhất thì là sẽ đạt đến sơ thiền của cái thiền quán về tử thi. Thì trong bài kinh này Đức Phật dạy 9 pháp quán tử thi. Khi mà một cái hành giả mình quán được một cái pháp tử thi đấy cho đến sơ thiền rồi, thì lấy cái sơ thiền đó làm nền tảng, rồi vị ấy quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, quán thân trên nội ngoại thân. Thì tin là lấy cái sơ thiền đấy làm nền tảng thì mình sẽ quay sang quán cái pháp thiền tứ đại này để phân tích ra sắc uẩn, sau đó phân tích ra danh uẩn, phân tích ra cái danh sắc cùng với nhau, rồi bắt đầu quán cái tính duyên khởi, duyên sinh, quán tính duyên diệt, và quán cái tam tướng vô thường khổ vô ngã cho đến khi đạt đến chánh trí và chứng ngộ niết bàn thì thôi. Thế là cái pháp quán về tử thi trương phòng ra. Hoặc là vị ấy lại nữa, các tỳ kheo, như tỳ kheo thấy thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, bị các loài diều hân lũ ăn, hay bị các loài chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, bị các loài dã can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Thì kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Rồi vị ấy sống quán thân trên nội ngoại thân, và vị ấy cho đến khi đạt được chánh trí chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Thì dù là cái tử thi đó đã phân hoại đến bất cứ một cái mức độ nào cũng đều lấy làm cái đề mục thiền quán được. Có thể là việc thi đó mới chết, mới trương lên, mới xanh đen, hay là thối nát, hay là đã bị các cái loài dã thú ăn một phần rồi, gặm nhấm rồi, tan tác đã rời ra rồi thì cũng có thể quán được. Hay là quán tử thi ở cái mức hoại diệt hơn nữa này. Này các tỳ kheo, lại nữa tỳ kheo thấy một thi thể quang bỏ trong nghĩa địa, với bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, còn các cái bộ xương liên kết với nhau không còn dính thịt nhưng còn máu, được các cái đường gân cột lại, và các bộ xương không còn dính thịt máu, còn được các đường gân cột lại, và chỉ có xương không dính với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây xương tay, ở đây là xương chân, đây là xương ống, đây là xương bắp bế, đây là xương mông, đây là xương sống, đây là xương đầu. Tỳ kheo quán thân như vậy, thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, và quán tánh sinh diệt trên thân, tánh diệt tận trên thân, cho đến khi vị ấy đạt được chánh trí chánh niệm mà sống không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Thì đấy cũng là một cái sự quán nữa, mà khi mà cái xác chết đấy nó rửa hết ra rồi, nó chỉ còn lại xương, dù cái xương ấy còn liên kết với nhau hay là cái xương đấy đã rơi rải rác chỗ này chỗ kia rồi,
thì cũng có thể lấy đó làm cái đề mục quán. Thì quán về cái bộ xương này thì sẽ dễ tìm được cái đề mục hơn, vì có những cái xác chết chết nhiều năm rồi vẫn còn lại bộ xương. Ví dụ như là mình có thể thấy một cái xương đầu lâu hay một cái xương sườn, xương ống gì, hay một phần hay là cả toàn cả cái bộ xương, thì mình đều có thể lấy đó làm cái đề mục để thực hành thiền quán. Để lại nữa này, các tỳ kheo thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương màu trắng, xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn 3 năm, chỉ còn lại xương thối đã thành bột. Tỳ kheo ấy quán thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Thế là cho đến khi mà thậm chí là cái xương đó nó đã mục và mục rữa đến 3 năm hoặc nhiều năm hơn, mà thậm chí nó đã mục đến thành bột rồi. Nếu thành bột thì giống như là bây giờ một cái người mình đi thiêu một cái xác chết mà thành tro thì mình cũng có thể quán được. Mình có thể dùng cái tro đấy mà quán lại một cái con người như vậy. Rồi sau đó rồi đã bị thiêu đốt, bị tan chảy, bị cháy thành tro tàn như thế nào. Thì cũng có thể lấy đó làm cái đề mục để mà quán cái bản chất, cái tánh chất, cái thân thể của mình nó là như vậy. Lấy cái đấy làm cái đối tượng mình chú tâm, mình cũng có thể đắc được thiền. Rồi vị ấy sống thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, quán tánh sanh khởi, quán tánh diệt tận trên thân. Rồi là cũng nương tựa vào đấy mà vị đấy tu tập và có thể chứng đắc được đến đạo quả. Thì nói chung là cái phần quán về tử thi này, Đức Phật trong cái bài kinh này thì Đức Phật dạy về 9 cái pháp quán tử thi. 9 pháp quán tử thi đó là: thứ nhất là tử thi trương phồng lên, mới chết trương lên. Hai là bị thú ăn, tử thi đã bị thú ăn một phần rồi, gặm nhấm hết xưa phần thịt rồi còn rải rác, hay là đã bị vỡ nứt nẻ ra. Rồi hay là đến bộ xương còn dính thịt và máu. Rồi đến thứ 4 là bộ xương không còn thịt nhưng mà còn chút máu me. Hay là thứ 5 là bộ xương không còn thịt mà cũng không còn máu, tức là chỉ còn lại mỗi bộ xương không. Rồi đến thứ 6 là bộ xương đã rải rác ra, tức là cái bộ xương ấy nó đã rơi ra, rơi rụng ra. Xương chân, xương tay, xương đầu, xương sườn nó đã rơi ra hết rồi, quán cũng được. Thứ 7 là xương nó đã trở thành bột, nó thành màu trắng rồi. Tức là cái xương đấy nó đã không còn thịt nữa thì nó trắng xóa ra. Và xương đã mục. Và thứ 8 là xương đã mục, và thứ 9 là xương đã thành bột. Đấy là 8 cái pháp quán tử thi. Thì trong 40 cái pháp thiền về quán về thiền định ấy, thì trong đó có 10 cái đề mục. Tức là cái pháp quán về tử thi này chiếm 10 đề mục. 10 đề mục trong 40 đề mục thiền định. Thì ở trong Thanh Tịnh Đạo hay nói về 10 đề mục về tử thi. Đó là tử thi trương phồng nên, tử thi đã bầm xanh, tử thi còn nó sưng mủ và máu, tức là chết mấy ngày sau để mâng mủ máu lên. Tử thi đã nứt vỡ đó, tức là có thể nó vỡ bụng hoặc là lúc đấy nhe răng há miệng vỡ đầu vỡ cổ đó. Tử năm là tử thi bị gặm nhấm, sáu là tử thi đã vỡ nìa ra, bảy là tử thi đã tan nát, tám là tử thi máu me, 9 là tử thi có giòi bọ, và 10 là quán bộ xương. Thì đấy là trong video pháp hay Thanh Tịnh Đạo sẽ nói đến 10 đề mục. 10 đề mục của cái pháp thiền quán về tử thi. Thì cộng với 30 cái đề 10 đề mục về cái thiền quán tử thi, 10 đề mục về Kasina là 20. Rồi là có 10 cái pháp quán về các cái pháp quán đạt đến cận hành định là 30 đề mục, 4 pháp thiền về không về về vô sắc, và 4 pháp thiền về về tứ vô lượng tâm là 38, thiền hơi thở là 39, và cái pháp thiền thân hành niệm là 40. Thì tổng cộng là 40 cái đề mục thiền định. Thì trong đó là 10 cái đề mục là quán về tử thi, quán về xác chết. Vậy thì những cái đề mục về xác chết, về tử thi này rất là quan trọng. Mình có thể quán một đề mục cũng được. Tức là trong, nếu như mà mình cảm thấy khó khăn vì mình không có dễ để thấy được tử thi, mình thấy bộ xương, mình quán bộ xương cũng là một cái pháp quán trong cái quán về tử thi này. Mình có thể là quán một cái xác chết, xác mới chết được hoặc đã chết đã lâu ngày, thì mình có thể quán và đạt đến sơ thiền. Chú trên cái hình tướng của cái tử thi đó và đạt đến sơ thiền.
Rồi sau đó thì lấy cái sơ thiền đó làm nền tảng, mình sẽ quán về danh sắc bên trong bên ngoài, quán về duyên khởi, và đó cũng là cái con đường để đi đến đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Thì đấy là những cái pháp quán về thân, những cái pháp quán niệm về thân là có bằng đấy pháp, là qua chín cái pháp quán về tử thi này, pháp quán về tiền tứ đại này. Đấy, và những hôm trước là sẽ giảng về pháp quán về 32 thì trược này, quán về tỉnh giác chánh niệm, tỉnh giác chánh niệm trên các cái oai, các cái hoạt động hàng ngày, pháp quán về các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, và pháp quán thiền hơi thở. Đấy là bằng đấy là pháp quán về thiền niệm thân. Thì mình khởi đầu với bất cứ một cái pháp nào cũng được, khi mình viên mãn với một cái pháp quán đấy rồi thì cuối cùng cũng sang quán về danh chân đế, sắc chân đế, quán về pháp duyên khởi và quán về tam tướng, tính sinh diệt của cái thân năm uẩn đó, và đến khi nào đạt đến chánh trí chánh niệm thì thôi. Thế là dứt hết cái phần về thân quán niệm xứ, thì bây giờ sẽ chuyển sang về cái phần họ quán niệm xứ. Thì ở đây Đức Phật sẽ dạy cái pháp thế này: này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo khi cảm giác lạc thọ, tuệ chi tôi cảm giác lạc thọ, khi cảm giác khổ thọ, tuệ chi tôi cảm giác khổ thọ, khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tuệ chi tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, hay khi cảm giác lạc thọ thuộc về vật chất, tuệ chi tôi cảm giác lạc thọ thuộc về vật chất, khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác khổ thọ vật chất, khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ tuệ thuộc vật chất, tuệ chi tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất, tôi tuệ chi tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất. Như vậy vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ, sống quán thọ trên các ngoại thọ, sống quán thọ trên nội và ngoại thọ, vị ấy sống quán tánh sinh khởi trên thọ, sống quán tánh diệt tận trên thọ, hay sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. Có thọ đây vị ấy ăn trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Và này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ. Hết phần quán thọ. Phần quán thọ Đức Phật dạy rất ngắn gọn, chỉ có bằng đấy câu thôi. Phần quán thân thì rất là nhiều. Quán thân Đức Phật dạy rất là nhiều cái pháp quán thân, nhưng quán thọ chỉ có bằng đấy câu thôi. Đơn giản ngắn gọn như thế thôi. Và trong cái phần quán thọ này cũng không có cái gì là phức tạp khó khăn. Đức Phật chỉ dạy về ba thọ, không có dạy về năm thọ. Ba cảm thọ đó là khổ nạc thọ, khổ thọ, còn bất khổ bất nạc thọ là xả thọ, tức là cái thọ về xả. Vậy còn thọ là cái gì? Thọ là cái cảm thọ mà mình có thể cảm nhận được ấy. Ví dụ như nếu mình vui thì đấy cũng được gọi là nạc thọ, tức là cái hỉ với cái nạc thì ở đây Đức Phật nói chung lên nhau. Thì khi mà mình vui thì đấy cũng được tính là nạc thọ, cái hỉ với nạc là một. Đấy là trong cái quán thọ Đức Phật nói bắn tắt là vậy, gộp chung nó vào như thế. Còn khổ thọ thì ở đây là khổ với yêu, là nói gộp chung vào với nhau. Ở trong bài kinh này là gộp chung vậy. Trong vi diệu pháp thì chia sẻ ra thành năm loại thọ, đó là khổ thọ, nạc thọ, xả thọ, yêu thọ, thì thành năm thọ. Nhưng mà đây có nói chung lại như thế: khổ, khổ về thân và khổ về tâm. Khổ về thân thì khổ về tâm thì là yêu, khổ về thân thì là khổ. Thì đấy nó gọi là khổ thọ, và xả là bất khổ bất nạc, có nghĩa là cái tâm mà cái cảm giác có lúc mình không vui không buồn ấy, thì lúc ấy là thọ xả. Thì nói chung về ba thọ vậy thôi. Thì cái tỳ kheo sống quán thọ trên thọ, khi cảm giác lạc thọ thì mình tuệ chi tôi cảm giác lạc thọ, khi cảm giác khổ thọ tuệ chi cảm giác khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ mình tuệ chi như vậy. Tuệ chi cảm thọ này thì cũng đâu có khó gì đâu. Khi mình vui mình biết đâu có khó khăn gì, khi mình buồn mình cũng biết đâu có khó khăn gì. Nhưng mà mình biết như vậy thì đâu có lợi ích gì đâu. Mà đây Đức Phật gọi là tuệ chi. Tuệ chi ra được khổ thọ, nạc thọ và xả thọ. Thì cái tuệ chi này thì nó lại khác. Bây giờ mình muốn thấy được cái thọ này, mình có thể thực hành cái pháp
Như là có những người thực hành pháp thiền niệm thọ, khi mình đau đau mình cứ niệm đau 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 đau, đấy là thọ, khổ thọ đấy, khổ thọ đau đau. Không biết là cái lúc vui thì mình niệm hỷ thọ hay lạc thọ đấy. Nhưng mà những cái niệm như vậy thì ai niệm được, mình đau ai chả niệm được. Ở đây là cái tuệ chi thọ nó sinh lên, thì thọ nó là một tâm sở, nó là một uẩn, thọ sắc thọ tưởng hành thức, một uẩn trong năm uẩn, nó là một tâm sở trong rất là nhiều các cái tâm sở. Vậy thì muốn thấy được, muốn tuệ chi được cái đặc tính của thọ, cái chức năng nhiệm vụ của nó, cái sự thể hiện và các cái nhân mà sinh ra nó, thì người đấy phải phân tích ra được các cái danh pháp thì mới thấy được thọ. Ví dụ như là muốn thọ nó sinh ra, nó sinh ra ở đâu, nó sinh ra như thế nào. Ví dụ như là khi mình mắt, con mắt mình thấy một cái cảnh sắc, nếu mình ưa thích cảnh sắc đó, mình thích thú với cảnh sắc đó, mình thì đó là lạc thọ hay là hỷ thọ. Thì đấy là cái thọ do nhãn xúc sinh, do cái mắt mình nó thấy cảnh sắc nó sinh. Khi mình thấy một cái cảnh mình không ưa, mình sinh lên cái tâm buồn chán, thì đấy cũng là cái khổ thọ hay là ưu thọ. Đấy là cũng là do cảnh, do thọ do nhãn xúc sinh. Rồi là khi mình thấy một cái cảnh mà mình thản nhiên không yêu không ghét thì nó là xả thọ. Thì cũng như vậy, thọ do nhĩ xúc sinh, tai mình nghe âm thanh, nó cũng có thể sinh ra hỷ, sinh ra ưu, sinh ra ra xả. Khi mũi mình ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm về ý tiếp xúc với các pháp, thì nó sẽ sinh ra các thọ đấy. Vậy thì bây giờ mà muốn tuệ chi được nó, thì vị đó cần phải, thứ nhất phải tuệ chi ra được các cái sắc uẩn. Ví dụ như là vị đó phải phân tích tứ đại ở trên con mắt. Rồi là khi mà vị đó thấy cái con mắt đó nhìn vào một cảnh sắc, rồi vị đó khởi lên cái tác ý, ví dụ như là sắc này là đẹp quá, thì vị đó có thể khởi lên những cái nộ tâm, ngũ môn hướng tâm, để nhãn thức tiếp thọ suy xét xác định các cái tâm tốc hành tâm, các tâm đăng ký nó khởi lên. Thì lúc đấy vị đó mới thấy được cái thọ nó sinh lên ở các cái nộ trình tâm ấy, các cái tốc hành tâm ấy. Nó có khi là thọ hỷ, có khi là thọ yêu, có khi là thọ xả. Thì vị đó phải phân tích ra được các cái tiến trình tâm, các cái tâm và tâm sở, thì mới tuệ chi được thọ. Thọ nó nằm ở trong đấy. Vậy thì phân biệt thọ không phải chỉ phân biệt một mình thọ, mà phải phân biệt được cả các tâm và tâm sở nó đi kèm với thọ ấy. Mà muốn phân biệt được các cái tâm ấy, thì vị đó phải phân tích ra được các cái sắc và các căn. Vậy thì vậy đó phải phân tích ra sắc uẩn trước, sau đó vị đó mới thấy được các cái căn nó tiếp xúc với các cái trần cảnh, rồi nó mới sinh ra thọ. Xúc duyên thọ mà, nó có xúc thì nó mới có thọ, không có cái sự xúc chạm thì nó không sinh ra thọ. Thì vị đó mới thấy được thọ do nhãn, do nhĩ, thị, thiệt, xúc, sanh. Thì đấy mới gọi là tuệ chi được thọ là vậy. Đấy là Đức Phật nói vắn tắt. Nhưng khi mà thực hành thiền quán, thực hành thiền tuệ, thì vị ấy cần phải quán một cách tuần tự như thế, vị đó mới tuệ chi được thọ. Tuệ chi được thọ lại còn là cả một cái sự nó còn vi tế hơn là sắc. Nhưng mà mình quán thân thì còn nó còn là những cái vật chất nó thô thiển, thì nó còn dễ quán hơn. Nhưng quán thọ thì nó thuộc về lĩnh vực tinh thần, thì đấy lại là một cái pháp nó thâm sâu hơn, nên là cần lại phải tu tập ở một cái bước cao hơn thì mới quán được thọ. Chứ quán thọ không phải là dễ như là quán thân. Thế là vị ấy tuệ chi được các cái cả thọ. Rồi khi cảm giác một lạc thọ thuộc về vật chất, thuộc về vật chất, tuệ chi tôi cảm giác lạc thọ thuộc về vật chất. Hay khi cảm giác một lạc thọ không thuộc về vật chất, tuệ chi tôi cảm giác một lạc thọ không thuộc về vật chất. Thì ở đây Đức Phật nói đến những cái thọ này nó liên quan đến một cái mặt, nó là liên quan đến vật chất hoặc liên quan đến cái không phải vật chất. Vật chất là cái gì? Ví dụ như là bây giờ mình tiếp xúc với những cái gì nó thuộc về vật chất mà nó sinh nên cái nạc hay là cái hỷ nạc. Ví dụ như là bây giờ có ai cho mình những cái nó thuộc về vật chất, mình được những cái gì thuộc về vật chất. Ví dụ cho mình quần áo, cho mình thức ăn, cho mình nhà cửa, mình xe cộ, cho mình những cái tiền tài vật chất. Đấy, và mình thích thú với những cái thứ đó, thì đó là lạc thọ thuộc về vật chất. Mình vui, mình thích, mình sung sướng với những cái vật chất mà mình đạt được đấy. Thì những cái đấy được gọi là lạc thọ thuộc về vật chất.
thì những cái vật chất đấy mình nó cũng sinh lên từ, có thể là do con mắt mình nhìn thấy vật chất mà mình thích, có thể tai mình nghe thấy những cái vật chất đấy mà mình thích, có thể mũi mình ngửi thấy cái mùi hương về vật chất đó, lưỡi mình nếm những cái vật chất đó, hoặc thân mình xúc chạm với cái vật chất đó, hoặc ý mình tiếp xúc với những cái vật chất đó mà khởi lên cái hỷ lạc, thì đó là lạc thọ thuộc về vật chất. Thì có khi vị ấy tuệ chi một cái lạc thọ không thuộc về vật chất, thì mình, vị ấy tuệ chi cái lạc thọ không thuộc về vật chất. Cái mà nó không thuộc về vật chất thì nó là gì? Thì đó là cái tinh thần. Có thể là do có khi mà mình không tiếp xúc với cái vật chất, nhưng mà mình tiếp xúc những cái gì đó nó thuộc về tinh thần. Ví dụ như là có ai đó khen mình, ca ngợi mình, cái người này thông minh trí tuệ quá, mình sẽ thích thú với cái điều khen đó. Thì đấy là cái hỷ thọ hay cái lạc thọ nó thuộc về không phải vật chất, nhưng nó thuộc về tinh thần. Có khi là do mình học những cái gì đó là do mình học hành ấy, nó không thuộc về vật chất, thì những cái kiến thức mà mình học thì nó thuộc về tinh thần. Để có những cái mình thích thú với những cái môn học mà mình, hoặc là mình nghe, mình xem phim, hay là tức là mình có một cái gì đó giải trí vui chơi, nó thuộc về tinh thần mà nó không thuộc về vật chất, và mình thích thú với điều đó, thì đấy là lạc thọ không thuộc về vật chất. Và đặc biệt là với một cái người tu tập, mình thực hành các pháp thiền, trong lúc mình thực hành các cái pháp thiền đấy, nó có sinh ra hỷ, nó sinh ra hỷ lạc, thì cái hỷ lạc đó không thuộc về vật chất. Có thể là nó là ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì tất cả những cái cảm thọ đấy nó sinh lên từ ý thức, nó liên quan đến vật chất. Khi mà một cái người hành thiền, mình sẽ cảm giác những cái cảm thọ mà nó không liên quan đến vật chất nhiều. Có thể đó là lạc thọ, nhưng mà cũng có thể đó là khổ thọ. Tôi cảm giác là hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất tuệ chi, tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất tuệ chi, tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Có những lúc mình tiếp xúc với những cái vật chất mà mình sinh ra cái cảm thọ nỗi khổ về thân hoặc là về tâm, thì đó là khổ thọ. Ví dụ như là khi mình bị mất mát những cái tài sản về vật chất, ví dụ như là mình bị mất nhà cửa, mất người thân, mất tài sản, mất mát những cái mà nó thuộc về tài sản vật chất của mình, rồi mình sinh ra buồn phiền, sinh ra đau khổ, thì cái đấy là cái khổ thọ thuộc về vật chất, có thể bị mất mát, bị tổn thương. Hoặc là khi cái khổ thọ đó không thuộc về vật chất, mình tuệ chi cái khổ thọ không thuộc về vật chất. Ví dụ như là mình học một cái gì đó mà nó không vào, mình thi nó không đỗ, thì cái đấy nó cũng là cái những cái khổ thọ không thuộc về vật chất. Có rất là nhiều những cái mà không thuộc về vật chất mà cũng có thể khiến cho mình buồn phiền, khiến cho mình đau khổ. Thì đấy là những cái mà nó không thuộc về vật chất. Ví dụ có những cái người mà hành thiền chẳng hạn, khi ngồi thiền nó quá nhiều vọng tưởng nó khởi lên, những cái phiền não ở quá khứ, những cái phiền não, những cái dục tham, cái sân hận, cái phóng dật, cái năng chăng, nó khởi lên, nó làm cho cái tâm mình bất an, mình không chú được vào đối tượng và mình cảm thấy nó rất là khó chịu, bực bội. Thì cái lúc đấy nó cũng là khổ thọ không thuộc về vật chất. Thì mình tuệ chi đây là những cái khổ thọ nó không thuộc về vật chất. Đấy cũng là cái nỗi khổ nó thuộc về tinh thần. Còn hay là vị ấy hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc về vật chất, tuệ chi tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc về vật chất. Cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất, vị ấy tuệ chi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc về vật chất. Đây là cái xả thọ. Đôi khi mình có cái tâm xả đối với những cái nó thuộc về vật chất và những cái nó thuộc về tinh thần. Ví dụ như có những cái người, người ta giữ được cái tâm bình thản ngay cả khi người ta được về những cái tài sản vật chất, sắc thanh hương vị xúc, người ta được người ta cũng không vui, nó thản nhiên bình thường, chẳng có gì mà phải vui. Đôi khi người ta bị mất mát những cái tài sản về vật chất, người ta cũng bình thường, người ta cũng thản nhiên. Ví dụ như một bậc A-la-hán thì cái tâm xả này nó là thường trực, dù có được hay mất, khen hay chê, vui thì vị đó luôn luôn có cái tâm xả. Nhưng mà cũng có những cái người
không dù có chưa phải là bậc thánh nhân vẫn giữ được cái tâm xả này, giữ được cái tâm xả do là vị đó có cái như ní tác ý, vị đó sẽ giữ được cái tâm xả. Có thể là do vị đó trú vào các cái tầng thiền mà vị đó cũng giữ được cái tâm xả, vị đó chứng được thiền định, vị đó giữ được trú được tâm xả, thực hành thiền tứ thiền tâm xả thì vị đó có cái tâm xả không thuộc về vật chất. Vị ấy cũng tuệ chi tôi có cái tâm xả nó không thuộc về vật chất, và các cái tầng thiền vô sắc và tứ thiền sắc giới, thì vị đó trú ở trong đấy, vị đó có xả với nhất tâm, thì đó cũng là những cái cảm thọ nó khởi lên về vật chất hay không thuộc về vật chất. Như vậy vị ấy quán thọ trên các nội thọ, sống quán thọ trên ngoại thọ, sống quán thọ trên nội ngoại thọ. Rồi khi mà quán được thọ thì thọ không bao giờ nó đi một mình, có nghĩa là khi vị đó quán được thọ thì cũng có nghĩa là vị đấy quán được cả tưởng, cả hành, cả thức, tức là vị ấy không phải là quán chỉ có một cái thọ uẩn, nhưng mà vị đấy sẽ quán được cả thức, tưởng, hành nó đi kèm với thọ đấy, thì chỉ có thọ nó nổi trội hơn. Có nghĩa là khi quán được thọ, vị đó sẽ quán được tất cả các danh pháp, tất cả những cái tâm ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới, bên trong, bên ngoài, quá khứ, vị lai. Thì quán được cái danh này thì vị đó phải quán được sắc, có nghĩa là vị đó phải quán được cả danh sắc bên trong, bên ngoài. Thì đó cũng là vị đó quán được thọ ở trên nội thân, trên ngoại thân, trên nội ngoại thân. Rồi quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh sanh khởi trên thọ, quán tánh diệt tận trên thọ. Tánh sanh khởi trên thọ ở đây thì vị đó phải quán về cái pháp duyên khởi. Ví dụ là có do xúc sinh thì thọ mới sinh. Rồi muốn quán được xúc thì vị đấy cũng phải quán được các cái căn với các cái cảnh, mới có các cái tác ý, thì nó có cái sự xúc chạm với nhau thì nó mới duyên thọ. Thì có nghĩa là vị đấy cũng quán được, phải quán được đầy đủ cả 12 cái pháp duyên khởi. Đó là mới gọi là quán được cái tánh sanh khởi trên thọ. Quán tánh diệt tận trên thọ thì vị đó cũng quán được cái pháp duyên diệt ở trên cái pháp duyên khởi đó. Rồi quán tánh sanh diệt, tức là thọ sanh diệt nên nó là vô thường của vô ngã. Thì cứ quán như thế thì vị đấy mới đạt được chánh chú, chánh trí, chánh niệm, vị ấy mới không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Thì đấy là cái pháp quán về về thọ, thì nó cũng là một cái pháp quán mà vị đấy cần phải tuệ chi. Khi mà vị đó cũng có người thì thực hành khởi đầu ngay từ khi mà vị đó niệm thọ, nhưng mà đấy chỉ là phát triển cái chánh niệm, sau đó mà vị đó phải đạt được cái chánh định, sau đó vị đó mới phân tích ra được thọ đấy nó đi kèm với các cái tâm và các cái tâm sở khác. Rồi sau đó vị đó cũng tuần tự thực hành cái pháp thiền quán từ thấp đến cao và đạt. Thì đấy là cái pháp quán về thọ. Là một cái pháp quán nữa ở trong tứ niệm xứ này, đó là quán về tâm. Bài hôm nay sư sẽ giải hết về cái phần quán tâm nữa, phần quán pháp thì bài sau. Này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo quán tâm trên tâm? Này các tỳ kheo ở đây, vị tỳ kheo với tâm có tham, tuệ chi tâm có tham. Tâm không có tham, tuệ chi tâm không có tham. Tâm có sân, tuệ chi tâm có sân. Tâm không có sân, tuệ chi tâm không có sân. Tâm có si, tuệ chi tâm có si. Hay là tâm không si, tuệ chi tâm không si. Hay tâm thâu co rút, vị ấy tuệ chi tâm được thâu nhiếp hay co rút. Với tâm tán loạn, vị ấy tuệ chi tâm tán loạn. Với tâm quảng đại, tuệ chi tâm được quảng đại. Với tâm không quảng đại, tuệ chi tâm không quảng đại. Với tâm hữu hạn, tuệ chi tâm hữu hạn. Tâm vô thượng, tuệ chi tâm vô thượng. Với tâm có định, tuệ chi tâm có định. Với tâm không có định, tuệ chi tâm có định. Với tâm giải thoát, tuệ chi tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, tuệ chi tâm không giải thoát. Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, sống quán tâm trên ngoại tâm, sống quán tánh sanh khởi trên tâm, quán tánh diệt tận trên tâm, quán tánh sanh diệt trên tâm. Có tâm đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, mà vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán tâm trên tâm. Đấy là hết. Thì cái phần quán tâm thì Đức Phật dạy bằng đấy câu. Ở đây Đức Phật sẽ dạy về cái sách quán tâm. Tâm có tham, tuệ chi tâm có tham. Khi bây giờ tâm của mình nó có tham thì mình sẽ nhận biết được, cái đấy không khó. Khi mình tham là tham cái gì? Tham có thể là các căn, tham sắc, hương, vị, xúc, pháp. Đấy là, hay là tham ái,
với sắc thọ tưởng hành thức với cái thân này, thì khi có tham mình sẽ tuệ, mình sẽ nhận biết được, không khó khăn. Khi không có tham thì nhận biết không có tham cũng không có khó khăn. Nếu mà mình hiểu về cái nghĩa của cái pháp chế định tục đế thì mình thấy nó không có khó. Thế mình nhận biết ra cái tâm của mình có sân thì biết tâm có sân, không có sân biết tâm có sân, có si biết có si, mà không có si biết không có si. Thì những cái tâm đấy mà nếu như mình chỉ hiểu trên khái niệm, hiểu trên cái pháp chế định tục đế thôi thì nó không khó. Nhưng mà đây không phải là cái ý mà Đức Phật muốn dạy. Đức Phật muốn dạy ở đây là dạy để mình tư duy thiền quán tuệ chi, tức là mình phải thể nhập, phải dùng cái trí tuệ của mình để mình phân tích ra các cái thể loại tâm, các cái trạng thái tâm, các cái đặc tính của tâm, tức là phân biệt ra được các cái tâm thức. Thì cái tâm không bao giờ nó sinh lên một mình, mà bao giờ nó cũng phải đi kèm với các tâm sở. Đấy, cho nên gọi là tâm và tâm sở. Thì nếu như mình học một cái bảng tâm ở Vi Diệu Pháp học chẳng hạn, mình sẽ thấy là tâm được chia sẻ ra thành 121 tâm, hay là 89 tâm nói cái rút gọn, và 52 tâm sở. Đấy, thì tâm được chia ra thành tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Dục giới thì được chia ra thành tâm thiện, tâm bất thiện, hay là chia ra các cái tâm hiệp thế, tâm siêu thế. Thì có rất là nhiều cái loại tâm như vậy. Thì nói chung là có 8 tâm tham. Nếu mà tuệ, tâm có tham, tuệ chi tâm có tham. Thì ở đây là tuệ chi, tức là mình phân tích ra được tâm tham này, có tâm có tham. Ví dụ như là các căn nó tiếp xúc với các cảnh trần, nó tham với các cảnh, tham sắc, thanh hương, vị, xúc ấy cũng là do mình muốn tuệ chi được cái tâm tham này. Mình cũng phải phân tích ra được các cái sắc ở trên các căn, nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thân, tịnh sắc, ý tịnh sắc đấy. Rồi mình cho các cái căn ấy nó nhìn vào các cái cảnh trần, rồi mình tùy theo cái tác ý của mình mà nó khởi lên tâm. Ví dụ như là khi mà mình có phi như lý tác ý thì nó khởi lên cái tâm bất thiện. Ví dụ như là tâm tham là khi mà mình thấy một cái cảnh gì đó là đẹp thì nó sinh lên tâm tham, nó thường lạc đấy. Có ngã, có thanh tịnh, tức là mình thấy cái cảnh gì đẹp, ưa thích, khả ái, hấp dẫn là nó sinh lên cái tánh tham. Tham thì đôi khi nó có hỉ, đôi khi nó là đi với thọ xả, khi nó đi với tà kiến, khi đi với ngã mạn. Tham thì có khi có người xúi dục và cũng có khi là không có ai xúi dục cả. Để nói chung lại là nó có tới 8 loại tâm tham khác nhau, thì mình phải phân tích về tuệ chi ra. Rồi là tâm sân thì cũng thế, khi các căn mình nó tiếp xúc với các cảnh, nếu như mình có cái tác ý về cái chướng ngại của nó, ví dụ như mình thấy cái cảnh này nó có hại, cái cảnh này đáng ghét, cái là nó sinh lên tâm sân. Sân thì nó có thể là tự mình sinh lên, có khi nó do người xúi dục mà sinh nên sân. Sân có khi nó sinh lên với tật đố, với ganh tị, với bỏn sẻn, với hối hận. Thì nó có những loại sân như vậy nó sinh lên. Đấy là có, nói chung lại là 2 sân: một sân tự mình sinh lên, và 2 là tâm sân do mình bị xúi dục. 3 là tâm si. Si là khi mình thấy những cái cảnh gì mà mình không hiểu nó thì nó là tâm si. Ví dụ như là mình thấy một cái cảnh này mình không biết là tốt hay xấu. Ví dụ như mình gặp một cái người nào đó mà mình không biết được người này là tốt hay xấu thì bắt đầu sinh lên hoài nghi, thì cái hoài nghi đấy là si. Hay là có những cái lúc cái tâm của mình nó không chăm chú vào một cái cảnh gì cả, nó năng xăng, thì cái tâm năng xăng đấy cũng là tâm si. Năng xăng phóng dật, cái tâm nó phóng dật, nó không bao giờ tập trung sâu vào một cái gì, nó hướng lên cái này một tí, nó hướng lên cái kia một tí, như thế nó cũng là tâm si. Thì nó có 2 loại tâm si, đó là si phóng dật và si hoài nghi. Khi mình nghi ngờ cái gì đó là ngu si, khi mà mình năng xăng phóng dật là si. Thế đấy là 2. Khi tâm có tham thì mình phân tích ra các cái tâm tham như vậy, nó có tâm và các cái tâm sở của nó. Tham thì nó si vô tàm, vô quý, phóng dật, tham tà kiến, hay là tham ngã mạn. Tham mà có hôn trầm thụy miên, không có hôn trầm thụy miên. Tham nó có hỉ hay nó có xả. Sân thì nó không vậy, sân thì nó có thọ yêu, thì nó có si vô tàm, vô quý, phóng dật, sân. Có hôn trầm thụy miên hay không hôn trầm thụy miên. Si thì nó chỉ có si phóng dật, si hoài nghi như thế. Thì tuệ chi tức là phân tích ra từng những cái tâm như vậy. Mỗi cái tâm nó có những cái đặc tính khác nhau, những cái chức năng, nhiệm vụ, cái sự thể hiện, những cái nhân nó sinh ra những cái các cái tâm nó, mình cần phải phân tích được. Mà nhất là mình hiểu được các cái đặc tính của nó là sẽ phân tích ra được nó. Như đặc tính của tâm tham là gì? Tham là nó ham muốn một cái gì đó là tham. Sân là tức giận là sân.
Si là nó không hiểu một cái gì đó, không biết cái sự thật gì đó thì đó là si. Thì mỗi cái, em phải hiểu những cái đặc tính của nó thì sẽ phân tích ra được nó. Vậy tâm không có tham thì tuệ chi tâm không có tham. Tâm không có sân thì tuệ chi tâm không có sân. Tâm không có si thì tuệ chi tâm không có si. Đấy thì có nghĩa là khi mình phân tích hết ra được 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si rồi thì mình sẽ đến phân tích những tâm không tham, không sân và không si. Những tâm mà không tham, không sân, không si ở đây thì nó có những cái tâm mà thiện này, có những cái tâm quả này, có những cái tâm duy tác. Những cái tâm này ấy, sẽ phân tích ra. Ví dụ như là khi mà mình lễ Phật với cái tâm thành kính thì lúc đấy nó sinh lên những cái tâm đại thiện ở cái dục giới này. Khi mà mình bố thí thì nó sinh lên những cái tâm đại thiện. Khi mà mình giữ giới nó sinh lên những cái tâm đại thiện. Khi mà mình nghe pháp nó sinh lên những cái tâm đại thiện. Khi mình ngồi thiền chú tâm trên hơi thở nó sinh lên những cái tâm đại thiện. Thì với một cái người chưa có định mình sẽ không phân tích ra được những cái tâm tâm sở và các tiến trình tâm của nó. Nhưng với một người mà khi mà đạt được cái định thâm sâu rồi, người ta sẽ phân tích ra được các cái tiến trình tâm, các nội tâm đấy. Ví dụ như là cái người mà có cái định sâu, người ta lễ Phật xong người ta hướng xuống cái ý môn, người ta khởi lên cái ý muốn lễ Phật một cái là nó đã khởi lên một cái ý môn hướng tâm rồi. Sau đó nó khởi lên những cái tốc hành tâm, nó mỗi một cái tốc hành tâm nó có 34 cái tâm đại tâm đấy. Tức là nó có 7 biến hành, 6 biệt cảnh, nó có 20 cái tâm sở biến hành tịnh hảo, những cái tâm cao thượng, cái tâm thanh tịnh, nó khởi lên cùng những cái tâm thiện đó. Đôi khi nó có trí tuệ, đôi khi nó không có trí tuệ. Khi mà mình lễ Phật và mình hiểu về Phật thì là cái tâm thiện nó có trí tuệ, mình không hiểu nó không có trí tuệ. Mình có cái tâm hoan hỷ thì cái nội tâm nó có hỷ, mà mình thản nhiên thì nó là tâm xả. Khi mình bố thí hay mình giữ giới nó cũng thế, mà khi mình ngồi thiền nó cũng thế. Nó cũng sinh lên những cái tâm thiện như vậy. Đôi khi nó có tuệ, khi không có tuệ, khi có hỷ, không có hỷ. Thì đấy là những cái tâm thiện, những cái tâm đại thiện. Còn có khi đó là những cái tâm quả. Những cái tâm mà tâm quả ở đây, ví dụ như là con mắt mình thấy cảnh sắc, nó có cái nội tâm của nhãn thức, tiếp thâu, suy xét. Những cái tâm đấy thì nó khởi lên với cái tâm thọ xả thôi. Ví dụ như con mắt mình mà gặp những cái cảnh tốt là do cái quả của những cái nghiệp thiện. Mình gặp những cái cảnh xấu là do quả của nghiệp bất thiện. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình vậy, hàng ngày nó cứ gặp những cái cảnh gì mà có lợi ích, có lợi nạc thì đó là quả của những cái nghiệp thiện ở quá khứ nó trổ. Mình gặp những cái cảnh gì mà nó có luôn luôn đem lại cho mình cái sự bất an, khổ đau, đó là cái quả của nghiệp bất thiện mình nó trổ hàng ngày. Thế nên những cái tâm quả nó trổ hàng ngày như vậy. Hay là cái tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tử của mình thì nó là tâm quả. Cái người đấy sẽ phân tích ra được cái tâm quả, có những cái tâm duy tác. Tâm ví dụ như mình khởi lên cái ý muốn nhìn một cái gì đó thì gọi là ngũ môn hướng tâm. Hay là cái ý của mình khởi lên cái ý nghĩ bây giờ ra đi hành thiền chẳng hạn, nó hướng đến cái đối tượng. Thì những cái này nó rất là vi tế, gọi là ngũ môn hướng và ý môn hướng. Thì đấy gọi là cái tâm mà không có tham, vị ấy biết tâm không có tham. Thì đó là tâm không có tham, thì đó chính là những cái tâm thiện, hoặc là những cái tâm quả, hoặc là những cái tâm duy tác đấy, thì nó không có tham, nó không có sân và nó không có si ở trong đấy. Nó có thể là tâm vô nhân, nó cũng có thể là cái tâm nhị nhân, có thể là tâm tam nhân. Và những cái tâm đấy nó có thể là những cái quả của những cái nghiệp thiện bất thiện quá khứ, cũng có thể nó là nhân, nó sẽ sinh ra quả của những nghiệp thiện và bất thiện ở trong cái đời tương lai. Và có những cái tâm thì nó thuộc về duy tác, nó không để lại quả gì hết. Đấy là tuệ chi về tâm, có nghĩa là phân tích ra các cái loại tâm như vậy. Hay là cái tâm ở, ở dục giới, sắc giới nữa. Còn tâm, tâm thâu nhiếp thì tuệ chi tâm thâu nhiếp, tâm tán loạn, tuệ chi tâm tán loạn. Cái tâm mà thâu nhiếp hay là cái tâm này gọi là cái tâm co rút, hay là cái tâm mà nó không có tích cực, thì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái nờ đờ, hôn trầm thụy miên. Ví dụ như là khi mà mình làm một cái việc gì đó với một cái sự không tận tâm, không hăng hái, không nhiệt tình. Ví dụ như là ai đó ép mình phải làm một cái việc gì đó mà mình không muốn làm. Ví dụ như là mình không muốn đi lễ Phật mà một người nào ép mình đi lễ Phật, không muốn giữ giới, không muốn hành thiền, không muốn nghe pháp mà mình bắt buộc vậy nào. Thì cái tâm đấy nó không hăng hái, không nhiệt tình, nờ đờ, thì gọi là cái tâm co rút hay tâm thâu nhiếp này.
Hay là mình làm một cái việc gì mình không muốn làm ấy, thì nó đều sinh lên cái trạng thái nờ đờ đấy. Thì đó được gọi là cái hôn trầm thụy miên. Thì mình cũng biết, đó gọi là tâm thâu nhiếp, biết tâm thâu nhiếp. Tâm không thâu nhiếp thì biết tâm không thâu nhiếp. Tâm tán loạn thì biết là tâm tán loạn, mà tâm không tán loạn thì biết là tâm không tán loạn. Thì tâm tán loạn ở đây là phóng dật. Nhất là cái người nào mà hành thiền mình sẽ thấy rất là dễ cái tâm này. Có những lúc mình sẽ thấy cái tâm mình nó rất là tán loạn, nó mông lung, nó suy nghĩ đủ mọi thứ trên đời. Nhất là khi mình có những cái chuyện gì đó bất an, no nắng. Ví dụ như là có ai đó mà uy hiếp mình, đe dọa mình, hay là mình sợ một cái việc gì đó mình làm không tròn trách nhiệm, thì cái tâm của mình nó hoảng loạn, tán loạn, no sợ. Thì đấy là tâm tán loạn. Và nó có tán loạn do rất là nhiều nguyên nhân. Do sợ hãi nó sinh ra tán loạn. Có thể là do mình thích thú một cái gì đó nó sinh ra tán loạn, hồi hộp, ưa thích chạy theo một cái gì đó nó sinh ra tán loạn, hoặc là do mình mâu thuẫn một cái chuyện gì đó nó sinh ra tán loạn. Có rất là nhiều cái lúc mà cái tâm của mình nó bị tán loạn, tâm tán loạn, nhất là với những người không thu thúc các căn. Đấy, người nào mà hay năng xăng đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều người, làm nhiều công việc thì tâm nó sẽ tán loạn nhiều. Nhất là những người mình nói chuyện nhiều, hay là những cái người mà cái tâm mình nó không được an ổn, hay gây sự, hay mâu thuẫn với mọi người, thì cái tâm nó lại càng tán loạn nhiều nữa. Thì khi tán loạn thì mình biết tâm tán loạn, thì tán loạn đó là về tâm phóng dật. Không tán loạn thì biết là tâm không tán loạn. Với tâm quảng đại, tuệ chi tâm quảng đại. Với tâm không quảng đại thì tuệ chi tâm không quảng đại. Cái tâm quảng đại ở đây được gọi là cái tâm rất là rộng lớn. Tâm quảng đại ở đây đó là các cái tâm thiền. Ví dụ như là một cái người vào được các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ấy, thì mới được gọi là các cái tâm quảng đại. Sắc giới và các tầng thiền vô sắc giới. Thì khi mà ở trong các tầng thiền ấy, thì cái nội tâm nó khác với những cái tâm dục giới này. Nó cũng là tâm thiện, nhưng mà cái tiến trình tâm nó sinh khởi khác. Ví dụ như một người mình chú trên hơi thở, khi có quang tướng mình chú trên quang tướng, mình vào được sơ thiền ấy, thì lúc đấy cái nội trình tâm nó khởi lên rất là khác. Lúc ấy nó chỉ khởi lên ở ý môn thôi, và nó sẽ khởi lên một cái ý môn hướng tâm, thì nó chỉ có 12 tâm thôi: thức, xúc, thọ, tư, nhân, hành, mạng, quyền, tác, ý, tầm, tứ, thắng, giải, cần. Đến nó lại có một cái nội tâm gọi là chuẩn bị, thì nó có 34 tâm, cận hành 34 tâm, thuận thứ 34 tâm, chuyển tộc 34 tâm, và an chỉ. Thì nó có 6 cái sát na tâm trong một cái nội trình tâm sơ thiền như vậy. Thì khi mà cái vị đó chứng được sơ thiền, vị đó sẽ phân tích ra, vị đó thấy được ở cái sơ thiền nó khác. Đây là sơ thiền sắc giới, nội tâm của các cái tầng thiền sắc giới này là thế. Ý môn hướng tâm, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc và an chỉ. Nhưng khi lên nhị thiền thì nó khác. Một người chú vào nhị thiền suốt ra, và vị đó phân tích thấy nó có cái nội tâm này. Khi mà cái dòng hữu phần mình nó rung động dứt dòng này, nó sẽ có độ tâm, ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận tứ, chuyển tộc, an chỉ. Nhưng mà cái tâm an chỉ ấy, nó không có tầm và tứ nữa. Cái tâm tầm và tứ nó dừng lại. Thì đấy là tâm nhị thiền. Nên tam thiền nó cũng thế. Nó có chuẩn bị, cận hành, thuận tứ, chuyển tộc, an chỉ. Nhưng cái an chỉ của tứ của tam thiền ấy, thì nó không còn có cái tâm hỉ nữa, mà nó chuyển thành cái tâm nạc. Và cái chuyển thành cái thọ nạc. Nó không còn là thọ hỉ nữa. Nên tứ thiền thì nó cũng thế. Nhưng mà cái nội tâm an chỉ đấy nó thành cái thọ xả. Thì đấy là ở mỗi một cái tầng thiền nó lại có cái tâm và các cái tâm sở nó lại khác nhau, nó có những cái cảm thọ khác nhau, những trải nghiệm khác nhau. Vì vị đấy tuệ chi ra như vậy thì đấy gọi là tâm đại hành. Vị ấy tuệ chi tâm đại hành tức là cái tâm quảng đại. Tâm không đại hành thì vị ấy tuệ chi tâm không đại hành. Tâm không đại hành ở đây là các cái nội tâm dục giới. Tâm dục giới thì như là các cái tâm thiện dục giới hay tâm bất thiện dục giới, là những cái tâm không quảng đại, không đại hành. Với tâm hữu hạn thì biết vị ấy tuệ chi tâm hữu hạn. Tâm vô thượng thì vị ấy tuệ chi tâm vô thượng. Tâm hữu hạn tức là những cái tâm mà có giới hạn, thì nó cũng là những cái nội tâm mà dục giới. Những cái tâm thiện và bất thiện thuộc về dục giới. Còn tâm vô thượng thì cũng là tâm của các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Thì nói chung là ở trong cái phần niệm tâm này, thì Đức Phật dạy mình phân tích ra các cái tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Đấy là những cái tâm cần phải phân tích. Thì thực hành cái pháp thiền, khi phân tích ra được danh sắc, vật sắc rồi thì mới phân tích ra được danh. Khi mà phân tích ra được danh, mình sẽ phân tích ra được cả tâm và tâm sở của nó.
thì tất cả tâm và tâm sở của nó đều phân tích được. Tâm có định thì tuệ chi, tâm có định mà tâm không có định thì tuệ chi tâm không có định. Tâm giải thoát thì tuệ chi tâm có giải thoát, và tâm không giải thoát thì tuệ chi tâm không giải thoát. Tâm có định ở đây thì nó có cận hành định và an chỉ định, thì vị ấy tuệ chi ra được. Ví dụ như là một cái người mà thực hành pháp thiền niệm Phật chẳng hạn, thì vậy cũng đắc định. Nhưng mà cái khi mà đắc định với pháp thiền niệm Phật rồi, vị đấy sẽ tuệ chi ra được cái nội tâm của cái pháp thiền niệm Phật đấy. Thì nó không giống như là sơ thiền. Ở cận định ấy thì nó chỉ có một ý môn hướng tâm, rồi nó có bảy cái tốc hành tâm. Bảy cái tốc hành tâm, nó là tốc hành tâm thứ nhất, ba tư tâm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Một cái ba tư tâm có khi nó có những cái tâm đăng ký nó khởi lên, và có khi nó không có. Hay là một cái vị đó mà chứng vào cái cận hành định của pháp thiền niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm sự chết, niệm niết bàn, thì tất cả những cái pháp thiền đấy cũng đều là cái nội tâm ở cận hành định. Đấy nó cũng là tâm đắc định, nhưng mà cận hành định thì cái nội tâm nó khác. An chỉ định thì nội tâm nó khác. An chỉ định thì từ sơ thiền đến bát thiền thì cái nội trình tâm nó khác. Vậy vị đấy sẽ tuệ chi phân tích ra được các cái nội tâm như thế. Tâm giải thoát, vị ấy tuệ chi tâm giải thoát. Với tâm không giải thoát thì tuệ chi tâm không giải thoát. Thì tâm giải thoát ở đây có nghĩa là giải thoát khỏi những cái cấu uế phiền não. Giải thoát thì nó có ba cái mức độ của giải thoát. Giải thoát là do mình có như ý tác ý. Giải thoát là do mình đã đè nén được bằng cái thiền định. Và giải thoát là khi mình đoạn trừ được những cái tâm bất thiện, thì được gọi là giải thoát. Cái tâm giải thoát ở đây là khi mà mình chú tâm trên một cái pháp thiền định hay pháp thiền quán, nó cũng đều được gọi là cái tâm giải thoát, và được gọi là giải thoát tạm thời. Như là khi mà mình thực hành thiền hơi thở chẳng hạn, cái lúc đấy mình mà giảm bớt đi được những cái cấu uế phiền não, nó cũng là giải thoát. Khi mà mình chú được vào các tầng thiền, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thì suốt một, hai, ba tiếng đó, nó không có cấu uế phiền não, không có triền cái khởi lên, thì lúc đấy được gọi là tâm giải thoát. Nó sẽ giải thoát trong cái khoảng thời gian đấy. Phải giải thoát trong cái khoảng thời gian mà mình đang chú trên tầng thiền đó. Hay là có những người thực hành các cái pháp thiền quán, như là khi đi đứng nằm ngồi, mình tuệ vị ấy chánh niệm tỉnh giác tuệ chi, mình đi đứng nằm ngồi ấy, duỗi co cúi ngước, ăn ngủ mình cũng tỉnh giác, cũng chánh niệm tỉnh giác nhận biết những cái oai nghi đấy, thì đấy cũng là chánh niệm tỉnh giác. Nó là như ý tác ý, nó cũng đè nén được những cấu uế phiền não, những cái bất thiện nó không khởi lên. Thì đó cũng là một pháp giải thoát, nhưng đó là giải thoát tạm thời. Khi mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, Thí, niệm Thiên, thì hay là mình nhiếp tâm, mình nghe Pháp, học Pháp, suy tư Pháp, mình hoan hỷ. Thì lúc ấy những cái tâm thiện nó khởi lên, tâm bất thiện nó không xen vào, thì nó cũng là tâm giải thoát, nhưng nó chỉ là giải thoát tạm thời. Khi nào mình có như ý tác ý, thì nó sẽ có cái giải thoát trong lúc đó. Hay là thực hành, có người thực hành thiền tuệ, quán về danh sắc, quán về nhân duyên, thấy vô thường của vô ngã trên danh sắc, nhưng chưa chứng đắc được đạo quả. Thì trong cái lúc vị đó đang thực hành cái pháp thiền quán đó, thì vị đó cũng đạt được cái sự giải thoát do như ý tác ý. Nhưng cái giải thoát đấy nó cũng chỉ là nhất thời, và cho đến khi nào vị đó phải chứng đắc được các cái đạo quả thì nó mới là giải thoát hoàn toàn. Ví dụ như là chứng đắc được đến sơ quả, thì nó đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì lúc đấy nó mới giải thoát khỏi những cái cấu uế đó. Nhị quả thì là muội được tham sân si, tam quả đoạn trừ được ái dục và sân hận, thì nó giải thoát khỏi ái dục và sân hận. Tứ quả thì giải thoát hết năm hạ phần kiến sử, năm thượng phần kiến sử, giải thoát hoàn toàn và giải thoát tuyệt đối tứ quả ấy. Thì khi mà vị ấy đạt được đến cái giải thoát tuyệt đối, vị ấy cũng tuệ chi, tôi đạt được cái sự giải thoát tuyệt đối, thì đấy là cái sự quán tâm. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn mới thực hành này, vị đó sẽ chưa đạt được cái giải thoát tuyệt đối này, vị đó mới đang, ý Đức Phật mới đang nói là vị đấy còn đang trên cái con đường thực hành tu tập, mới đang bước vào cái nội trình bước đầu tu tập, chưa đạt được đến cái giải thoát hoàn toàn, nhưng vẫn đạt được đến cái giải thoát tạm thời, và vị ấy vẫn có thể tuệ chi ra được những cái tâm giải thoát đó. Rồi vị ấy lại quán thân, như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, sống quán tâm trên ngoại tâm, sống quán tâm trên nội và ngoại tâm, sống quán tánh sanh khởi trên tâm, sống quán tánh diệt tận trên tâm, sống quán tánh sanh diệt trên tâm. Thì vị ấy quán tâm trên nội tâm, vị ấy quán
tất cả những cái tâm và tâm sở nó ở bên trong mình. Quán tâm trên ngoại tâm thì vì ấy sẽ quán cái tuệ chi được những cái tâm đó ở bên ngoài người khác. Cũng giống như bên trong mình quán như thế nào thì bên ngoài quán như thế vậy. Quán cái tâm thì vì đó cũng phải phân tích ra những cái sắc thần kinh ở các căn, rồi vì đó cho tiếp xúc với cảnh, vì đó do tác ý mà nó khởi lên các cái tâm đó. Hay là chú vào các cái trạng thái tâm đó để phân tích các cái nội trình tâm, các cái tâm tâm sở của nó. Bên trong mình rồi bên ngoài cũng quán như thế. Mình có thể hướng vào bất cứ một đối tượng nào, một con người nào, một chúng sinh nào. Mình có thể quán cái tâm đó ở bên trong mình, ở một người bên ngoài. Mình cũng có thể quán những cái tâm đó ở các vị chư thiên, ở các vị phạm thiên. Hay là quán những cái tâm đó ở các chúng sinh, ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh đều có thể quán được. Đấy là quán tâm trên nội tâm và quán tâm trên ngoại tâm. Rồi quán nội ngoại tâm là xen kẽ, lúc thì ở bên trong, lúc thì ở bên ngoài. Thì rồi quán tánh sanh khởi. Tánh sanh khởi là nhân nào nó sinh ra cái tâm này. Vậy thì cái vị đó sẽ quán, có thể là quán bằng cái phương pháp là năm nhân quá khứ sinh năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại sinh năm quả tương lai, như là vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp là nhân, còn tâm sinh cái tâm thức ấy là quả, hoặc là vị đó quán về đấy là cái tâm quả. Còn có những cái tâm này nó sinh lên do căn, do cảnh, do tiếp xúc, do tác ý này nó sinh lên. Hoặc là vị đó quán về cái pháp duyên khởi, hành duyên thức, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thì cái đấy nó là tánh sanh khởi của nó. Thức duyên cho danh sắc, thì danh sắc cái danh ấy là tâm. Danh sắc duyên sáu xứ, trong sáu xứ ấy nó cũng có danh sắc là tâm này. Đó giữ duyên xúc, thọ ái thủ, hữu sinh não tử, giả chết sầu bi khổ ưu não, tức là vì đó quán cái pháp quán duyên khởi ấy là quán tánh sanh khởi, quán cái tánh diệt tận ở trên đó là vô minh diệt, hành diệt ấy. Cho đến hết 12 cái chi của duyên khởi đó. Rồi vì đó quán về cái tánh sinh diệt là quán được cái sự vô thường, khổ, vô ngã ở trên tâm này. Thì vị đấy cứ quán liên tục như vậy với cái mục đích là về nhàm chán đối với tâm, để không chấp tâm này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, để thấy được cái tính vô thường, tính được cái tính khổ, thấy được cái vô ngã của tâm. Rồi vị nhàm chán ni tham đối với tâm, đoạn diệt cái tham ái chấp thủ của với tâm, để chứng đạt được cái chữ chánh trí và chứng ngộ được niết bàn nhờ cái sự quán tâm trên tâm. Thì vì đấy thì trong cái bài kinh này Đức Phật chia phân tích ra cái thân ra thân, thọ ra thọ, tâm ra tâm, pháp ra pháp. Thì có thể ở cái bước khởi đầu thì sẽ quán từng cái một, quán thân ra thân, thọ ra thọ, tâm ra tâm, pháp ra pháp. Nhưng mà khi mà thực hành thiền đến mức thiện xảo rồi, vì đó cũng có thể quán một lúc cả bốn cái thân, thọ, tâm, pháp được. Đấy là cái pháp quán về tâm. Thì nói chung là quán tất cả các cái tâm sợ, tâm thức, hay gọi là tâm vương. Mà tâm thì nó không sinh lên một mình, nó đi cùng với các tâm sở. Vậy thì quán được tâm và tâm sở thì đấy được gọi là quán về tâm. Đấy là cái pháp quán tâm. Còn cái phần về quán pháp, quán pháp thì buổi sau sẽ giảng về phần quán pháp. Hôm nay sẽ giảng quán về thân, về thọ, về tâm.